Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Podcast. Có lẽ là các bạn đã nghe nhiều về cụm từ bán đảo Crimea. Vùng đất này thì từ lâu đã rất nổi tiếng, và nó thì còn nổi tiếng hơn nữa sau khi Nga đã tiện tay thu hồi lại nó vào năm 2014 và sau khi chiến dịch quân sự của Nga phát động tại Ukraine vào năm 2022. Tất nhiên là đã có nhiều trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đưa tin về bán đảo này. Thế nhưng mình cá với các bạn là sẽ có ít kênh kể được cho các bạn một cách đầy đủ về lịch sử của vùng đất này. Ban đầu thì nó thuộc về ai? Thuộc về người Nga hay là người Ukraine? Câu trả lời thì đều là không phải. Vậy thì tại sao nó lại được coi là nguồn cơn cho mọi xung đột cũng như cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hiện tại? Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau kể về câu chuyện của Crimea, chiến hạm không thể bị đánh chìm giữa lòng biển đen. Crimea, vùng đất mộng mơ của những người Slava. Đây không chỉ là một khu du lịch và nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng, mà nó còn được xem như một địa điểm mà nhiều họa sĩ, nhà thơ, nhà văn nhất định phải tới một lần trong đời. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ tráng lệ và huy hoàng của mình, bán đảo Crimea lại là một trong những khu vực xảy ra tranh chấp đẫm máu nhất trên toàn thế giới, trước khi nó được sáp nhập lại vào nước Nga sau sự kiện mùa xuân Crimea năm 2014. Vậy thì các bạn có thắc mắc rằng bán đảo đau thương này đã gắn chặt với số mệnh người Nga như thế nào không? Và những bất ổn đã đeo bám Crimea trong suốt chiều dài lịch sử ra sao? Bán đảo Crimea, nàng thơ trong những bài thơ và bài hát của những đại thi hào người Nga. Nó có diện tích khoảng 27.000 km², nằm tại bờ bắc biển Đen và bờ tây biển Azov. Phía bắc của nó thì giáp tỉnh Kherson của Ukraine. Crimea được nối liền với Ukraine bởi eo đất Kherson, vốn chỉ rộng khoảng từ 5 tới 7 km. Nếu như Trung Đông có kênh đảo Suez nối liền biển Hồng Hải và Địa Trung Hải, thì bán đảo Crimea mở ra eo biển Kursk, thủy lộ duy nhất nối liền biển Đen và biển Azov. Crimea còn sở hữu nhiều bán đảo nhỏ, cũng như những mũi đất nhô ra xa. Nếu như Trung Đông là một cái bùng bình nằm ở ngã năm đường, nơi nắm giữ huyết mạch thương mại của toàn thế giới, thì bán đảo Crimea với việc nhô ra xa biển Đen chính là một trạm trung chuyển hoàn hảo cho giao thương đường biển trong khu vực. Và nơi đây cũng có thành phố cảng Sevastopol vô cùng nổi tiếng. Có thể nói rằng mẹ thiên nhiên đã quá ưu ái cho Crimea, biến nó thành một trong những khu vực tranh chấp nóng bỏng nhất trên toàn thế giới. Crimea thực sự quan trọng với Ukraine, nhưng nó thì còn quan trọng với cả nước Nga và với biển Đen. Riêng vấn đề này thì chúng ta sẽ bàn ở phần sau của tập podcast. Vận mệnh của Crimea, nó đã gắn chặt với nước Nga, nhưng người Nga thì chỉ thực sự làm chủ được bán đảo này vào thế kỷ thứ 18. Trước thời điểm là một phần của đất mẹ Nga, thì Crimea đã lần lượt qua tay nhiều đế chế cổ đại như Khmer, Hy Lạp, Scythia, Goth, Hung, Bulga và Khaza. Tiếp nối sau đó, Crimea biến thành địa bàn của Vương quốc Ruskiev và đế quốc Đông La Mã, rồi thì Cộng hòa Venezia, rồi Cộng hòa Genova. Phải mãi cho tới tận khi người Tatar di cư tới Crimea thì vùng đất này mới thực sự bắt đầu cuộc hành trình với nước Nga. Thống trị bán đảo Crimea khi đó là người Tatar, những người được cho là con cháu của thành Cát Tư Hãn, di cư từ phía Bắc xuống và thành lập nên Hãn quốc Crimea. Chính bởi lẽ là những chiến binh du mục, người Tatar đã biến Crimea thành một cường quốc buôn bán nô lệ. Cứ vào những ngày đẹp trời, họ lại thúc ngựa tiến lên phía Bắc, tràn vào lãnh thổ của nước Nga, khi đó thì là công quốc Moscow, để cướp bóc nô lệ. Vó ngựa của kỵ binh du mục đã gieo rắc nỗi kinh hãi cho toàn nước Nga. Tình trạng bắt nô lệ cứ diễn ra ngày một tồi tệ và khiến cho miền Nam nước Nga chìm trong một màu đen u tối trong suốt nhiều năm dòng. Quá kinh hãi trước sức mạnh của Hãn quốc Crimea, công quốc Moscow đã phải lập tức xây dựng một phòng tuyến. Nó không thua kém gì vạn lý trường thành của Trung Quốc cả. Phòng tuyến này dài hàng ngàn km, bắt đầu từ thành phố Bryansk đến Ryazan, dọc theo sông Oka để chống lại đám dân du mục kia. Và việc xây dựng bức tường này được hoàn thành vào năm 1566, dưới thời của Sa Hoàng Ivan Bạo Chúa. Bức tường thành đã góp phần làm suy yếu Hãn quốc Crimea, khiến cho việc bắt nô lệ, xương sống của nền kinh tế trên bán đảo Crimea này đứt gãy hoàn toàn. Quốc lực thì cũng vì thế mà suy yếu nghiêm trọng. Và rồi khi nước Nga dần hùng mạnh, dưới thời của Peter Đại Đế, Crimea đã bị thôn tính hoàn toàn và chính thức bị sáp nhập vào đất mẹ theo cách gọi của nhiều người Nga. Khi được sáp nhập vào đế quốc Nga hồi thế kỷ thứ 18,
Krum với vị trí địa lý rất đặc thù, cùng với khí hậu ôn hòa, các sa hoàng Nga đã chọn đây làm địa điểm nghỉ dưỡng cho mùa hè. Và chính vì lẽ đó, họ đã ra lệnh xây dựng nhiều cung điện, nhiều khu nghỉ dưỡng, thậm chí là cả spa, hoặc là những khu vườn trồng nho, làm nên thương hiệu rượu vang chứ danh của vùng này. Krum còn là vùng đất rất mộng mơ, nơi ghi dấu của không biết bao nhiêu nhà thơ, họa sĩ và những đại thi hào của nước Nga, biến nơi đây trở thành niềm cảm hứng bất tận để các tác giả sáng tác ra những tác phẩm được liệt vào hàng kinh điển của nước Nga. Và số phận của bán đảo này giờ đây cũng gắn chặt với nước Nga. Khi Sa Hoàng Nikolai I âm mưu theo đuổi một chính sách hung hăng hơn tại bán đảo Ban Căng, ông ta định lợi dụng sự suy yếu của đế chế Ottoman và gây ra một cuộc chiến tranh nhằm thôn tính một số khu vực ở vùng biển Đen và vùng biển Baltic. Từ đó thì tạo đà tấn công eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, mở đường tiến ra Địa Trung Hải. Thế nhưng, mộng đẹp thì thường chẳng dài lâu. Ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, Ottoman đã thành lập một liên quân cùng với Anh và Pháp, lập tức giã nát quân Nga tại thủ phủ Sevastopol, quân cảng quan trọng nhất tại Crimea. Đồng thời thì đánh tan quân Nga trên biển Baltic, khiến cho kế hoạch của Nikolai I phải phá sản hoàn toàn ngay từ khi mới thai nghén. Nga cũng vì đó mà mất đi quyền kiểm soát Crimea hàng chục năm, trước khi họ nhân sự hỗn loạn của cuộc chiến Pháp Phổ mà chiếm lại nơi đây vào năm 1871. Sự vội vàng của Nikolai I đã suýt chút nữa khiến Crimea rời xa vòng tay nước Nga mãi mãi. Thế nhưng định mệnh dường như đã gắn kết hai cái tên này lại, mãi mãi không thể tách rời. Từ khi Liên Xô được hình thành và cuộc thế chiến lần thứ hai nổ ra, Crimea càng thể hiện được vị trí chiến lược của mình tại vùng biển Đen. Với Liên Xô, Crimea là một trạm trung chuyển, một con tàu chiến không thể bị đánh chìm. Làm chủ được Crimea đồng nghĩa với việc làm bá chủ biển Đen, là nắm ghé được hạm đội Sevastopol, là kiểm soát được toàn bộ Tây Nam nước Nga và phía Nam Ukraine, khi đó đều thuộc sự quản lý của Liên Xô. Cả Liên Xô và Đức thì đều hiểu rõ được tầm chiến lược của Crimea trong tham vọng của mình, nên rất nhanh chóng, cơn bão cơ giới hóa của Hitler đã thổi bay quân đội Liên Xô khỏi bán đảo này. Phải mãi cho tới khi mùa đông nước Nga dần bào mòn tinh thần và ý chí chiến đấu của những người lính phát xít, thì Hồng quân Liên Xô mới có thời cơ để chiếm lại con tàu chiến không thể bị đánh chìm của mình. Trong suốt quãng thời gian của chiến tranh lạnh, Sevastopol và Crimea cho phép Liên Xô kiểm soát toàn bộ biển Đen. Năm 1954, Crimea được nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chuyển giao cho Ukraine để kỷ niệm 300 năm thành lập quốc gia này thuộc vào đế quốc Nga. Thế nhưng ông ta cũng đồng thời đuổi toàn bộ người Tatar sinh sống tại Crimea đi, để dần đưa người Nga tới nhằm đồng hóa bán đảo này. Hàng triệu người Tatar không được trở về nhà và đã trở thành một vấn đề nhức nhối với toàn cầu. Và đó cũng chính là câu trả lời cho việc tại sao hiện nay dân tộc ngự trị trên bán đảo Crimea là người Nga thay vì người Tatar. Sau hơn 60 năm lưu lạc, Crimea đã trở về với vòng tay của đất mẹ Nga, theo như cách gọi của Tổng thống Putin, khi mà ông thừa cơ Ukraine đang hỗn loạn vì Euromaidan mà tiến hành trưng cầu dân ý một cách bất hợp pháp tại Crimea. Hay nhiều người có biết đến với cái tên Mùa xuân Crimea. Mặc dù đây là một cuộc trưng cầu bất hợp pháp và bị rất nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, thế nhưng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy có 97% người dân Crimea muốn sáp nhập vào nước Nga. Và Tổng thống Putin có thể ưỡn ngực tự tin mà nói với cả thế giới rằng ông đang làm những thứ mà người dân muốn. Sáp nhập vào Nga là nguyện vọng của người dân Crimea, chứ hoàn toàn không phải một hành động xâm lược. Đó thì chính là một đôi nét về lịch sử bán đảo Crimea, và định mệnh của nó đã gắn chặt với nước Nga. Crimea quá quan trọng trong các âm mưu chính trị của khu vực, nên vận mệnh của nó là đau thương, là tranh chấp. Crimea thì còn cực kỳ quan trọng với riêng nước Nga. Và trong bối cảnh của chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay đang căng thẳng cực độ, Crimea nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các toan tính chiến lược của đất nước xứ Bạch Dương. Quân cảng Sevastopol đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong học thuyết hải quân của Nga, khi nơi đây chính là cảng nước ấm duy nhất mà Nga sở hữu. Hải quân Nga có thể đóng quân tại Sevastopol thì đồng nghĩa với việc họ có thể kiểm tỏa biển Đen và đảm bảo an ninh cho vùng Tây Nam quốc gia. Nếu Nga kiểm soát được Crimea và vùng biển Đen kết hợp với biển Azov, thì cả một khu vực rộng lớn sẽ biến thành cái ao làng cho đất nước xứ Bạch Dương thỏa sức vẫy vùng.
Bán đảo này chính là nơi mà hạm đội biển đen của Nga đang thả neo. Quân cảng nước ấm Sevastopol đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong học thuyết hải quân của Nga. Sức mạnh của không quân và bộ binh cũng như tăng thiết giáp của Nga thì đã được khẳng định qua rất nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu. Nói Nga không cần hải quân ở Biển Đen mà vẫn mạnh thì cũng đúng. Thế nhưng nếu không có hải quân trấn thủ Biển Đen thì ai dám khẳng định một ngày xấu trời nào đó họ sẽ bị một đám người nào đó đem hải quân đánh úp. Lúc đó thì lại cho tàu chiến từ phía đông đi hàng ngàn cây số để chi viện à? Hay là phải cho tàu từ biển Azov ra tiếp ứng? Tất nhiên là chẳng nhà lãnh đạo nào của Nga muốn cái điều này xảy ra cả. Hải quân Nga bắt buộc phải hiện diện ở Biển Đen. Trên Crimea thì phải có hạm đội Biển Đen của Nga trấn thủ. Và đó thì chính là lý do mà tại sao Nga bắt buộc phải chiếm lại Crimea. Thực ra thì đúng là trước khi mùa xuân Crimea diễn ra thì Hải quân Nga vẫn được phép đóng 25.000 quân trên bán đảo này, theo những gì được giác thư Budapest ký kết. Đây thì không phải là một lực lượng nhỏ, thế nhưng hiệp ước thì là do con người tạo ra, và cũng chính con người là những kẻ thường hay xóa bỏ nó. Trong quá khứ thì Đức từng ký một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô, nhưng rồi thì chiến dịch Barbarossa vẫn cứ nổ ra, và máu của người Liên Xô thì vẫn cứ đổ. Hạm đội 25.000 quân của Nga có thể hiện diện tại Crimea 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm đi chăng nữa. Thế nhưng xa hơn ấy, thì chẳng ai dám chắc cả. Nước Nga cần một sự đảm bảo. Vì thế, việc họ lấy lại Crimea là một điều tất yếu. Và có lẽ là việc thành công đưa Crimea trở về đất mẹ cũng là một nguyên nhân quan trọng để Nga có thể vẽ ra cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt trên đất Ukraine. Và ngay khi vừa chiếm lại Crimea, nước Nga đã lập tức triển khai kế hoạch nhằm xây dựng lại hạm đội Biển Đen hùng mạnh năm nào. Hạm đội Biển Đen từ năm 2014 đến nay đã có những bước chuyển mình thần tốc. Nếu như vào năm 2000, đơn vị này được xem là đứa con bị bỏ rơi của Hải quân Nga, với năng lực tác chiến kém nhất trong số 5 hạm đội, với việc là chỉ có khoảng 50% tàu chiến của hạm đội là trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, vào thời điểm mà Nga sáp nhập bán đảo Crimea, hạm đội Biển Đen đã có thể đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động của Nga và giúp Moscow ngăn chặn các con tàu của Ukraine quay trở lại cảng. Nga lập tức trang bị cho hạm đội Biển Đen 4 tàu tuần tra vào năm 2014. Và tính tới khi cuộc chiến tranh với Ukraine nổ ra, hạm đội Biển Đen đã được trang bị thêm 25 tàu chiến. Như vậy thì hạm đội Biển Đen hiện có trong biên chế 89 tàu các loại. Trong đó thì có khoảng hơn 50 chiến hạm, 6 tàu ngầm tấn công và khoảng 50 máy bay chiến đấu các loại, cùng với quân số là 25.000 binh sĩ. Tất cả những nỗ lực hiện đại hóa của Nga đã giúp cho hạm đội Biển Đen trở thành một con mãnh hổ tại Biển Đen, đóng góp vai trò vô cùng to lớn trong cuộc xung đột với Ukraine. Ngay sau khi Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen đã tham chiến khi mà họ sử dụng tên lửa hành trình Kalib, loại tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 1.000 km. Tức là nếu khai hỏa tại eo đất Kherson thì đó có thể bắn thẳng vào Kiev. Các tên lửa này đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ của Ukraine. Nếu như người Nga muốn lợi dụng hạm đội Biển Đen nhằm tạo thế gọng kìm tấn công Odessa, Ukraine sẽ gần như không còn đường biển và biến thành một nước lào giữa lòng châu Âu. Việc kiểm soát được Crimea cũng giúp Nga đe dọa được Thổ Nhĩ Kỳ, buộc quốc gia này vốn là thành viên của NATO phải trở nên thân Nga. Từ đó thì giúp cho tàu thuyền của Nga có thể thoải mái qua lại eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Nga không phải lo nghĩ tới câu chuyện bị cô lập tại Biển Đen. Việc chặt đứt được con đường vươn ra Biển Đen của Ukraine khiến quốc gia này bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Trong tất cả các hình thức vận chuyển thì vận chuyển bằng tàu biển luôn luôn là hình thức vận chuyển hiệu quả và rẻ nhất. Giờ đây thì khi Nga đã phong tỏa đường biển thì Ukraine buộc lòng phải xuất hàng hoặc nhận tiếp viện bằng đường bộ hay đường hàng không. Điều này thì vô hình chung khiến cho chi phí bị đẩy lên cao, cũng như hiệu quả thì không cao. Đơn cử như câu chuyện về lương thực, việc Ukraine không thể xuất lúa mì bằng đường biển đang khiến cho cả thế giới phải điều đứng. Nhiều nước châu Á và châu Phi không thể tự chủ lương thực đang chết dần chết mòn khi chờ đợi được mua lương thực từ Ukraine. Việc để mất Crimea, chưa bàn tới những tài nguyên tại đây, mà chỉ nói tới vấn đề địa chính trị thôi, đã thực sự là một thảm họa với Ukraine rồi. Tấn công miền Nam Ukraine từ Crimea, hợp lý chứ?
xách súng, lái xe tăng, vượt qua eo đất Kherson và thế là có thể tiến vào Ukraine, hợp với cánh quân từ phía đông Ukraine tràn sang. Và thế là cơ bản miền Nam và miền Đông Ukraine đã bị kiểm soát. Mục tiêu của Nga theo đồn đoán của nhiều người đó sẽ là chia cắt Ukraine lâu dài, với phần miền Đông sẽ do Nga kiểm soát. 8 tỉnh phía đông Ukraine có thể coi là 8 tỉnh thân Nga. Hãy cùng nhìn vào bản đồ một chút nhé. Không hẹn mà gặp, 8 tỉnh này kết hợp với Crimea tự dưng đã thành một giải đất tuyệt đẹp, ít nhất là về mặt địa chính trị. Nga sẽ làm chủ được khu vực có nền công nghiệp nặng phát triển bậc nhất Ukraine, làm chủ được bán đảo, giúp họ trở thành bá chủ Biển Đen. Và trên đây là toàn bộ câu chuyện về bán đảo Crimea, bán đảo quan trọng bậc nhất tại Biển Đen. Nó luôn kẹt giữa các tham vọng chính trị. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment để cùng Battlecry bàn luận nhé.